Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận Thế giới quanh ta với ông Đỗ Như Điện hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi hai đề tài. Đề tài thứ nhất, 50 năm Tàu Cộng thay Trung Hoa Dân Quốc ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đề tài thứ hai, ASEAN họp thượng đỉnh có sự tham dự của Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý khán thính giả, hôm nay tôi Đỗ Như Điện muốn chia sẻ với quý vị một số những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng nó có ích lợi cho cá nhân, cho gia đình và cho đặc biệt là cho đất nước Hoa Kỳ cũng như đất nước Việt Nam của chúng ta. Những thông tin tôi chọn lọc ngày hôm nay, tuy nó là những vấn đề lớn nhưng mà nó có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta. Do đó, những bình luận hoàn toàn dựa lên quan điểm chủ quan của cá nhân tôi. Do đó có quý vị đồng ý, quý vị không đồng ý, không sao. Đây là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Bước theo cái đề tài thứ ba mà tôi muốn nói chuyện với quý vị ngày hôm nay là cách đây 50 năm, nói đúng ra đó là ngày 25 tháng 10 năm 1971, qua một cái biểu quyết ở Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thì nước Tàu Cộng sản, tôi gọi là Tàu Cộng cho nó gọn đi, đã thay thế cái chỗ ngồi của Trung Hoa Dân Quốc cho Tưởng Giới Thạch, lúc đó là đang ở Đài Loan. Và cho đến nay là đúng 50 năm, Đài Loan đã bị gạt ra khỏi cái ghế trong 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thay bằng Tàu Cộng vào ngày 25 tháng 10 năm 1971. Thì đây là vấn đề lịch sử, nhưng mà tôi cũng nhắc lại đặc biệt để cho quý vị ít theo dõi lịch sử cũng như là đặc biệt là các bạn trẻ cũng không để ý tới vấn đề chính trị của Việt Nam cũng như toàn cầu, thì tôi xin nhắc lại một vài cái điểm để chúng ta suy nghĩ và từ đó đến nay cái hậu quả đó nó dẫn tới cái gì ngày hôm nay. Thứ nhất ấy, chúng ta phải nhớ rằng là cuộc chiến tranh Việt Nam mà Mỹ trực tiếp can thiệp vào Việt Nam là từ năm 1965. Cho tới năm 1968-69 thì Hoa Kỳ tìm đường để rút chân ra khỏi chiến tranh Việt Nam. Và trước khi rút chân ra khỏi chiến tranh Việt Nam, tức là giải kết cái vấn đề chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, đúng hơn là dưới cái sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt và miền Nam Việt Nam chiến đấu để tự vệ và được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, thì thời Tổng thống Nixon và Ngoại trưởng, tức là Cố vấn An ninh Quốc gia và cũng là Ngoại trưởng của chính quyền Nixon thời đó, đã âm thầm làm việc và đi đêm với Trung Cộng để sắp xếp. Chúng ta nhớ cái chuyện ngày đó, các bạn trẻ không nhớ đâu, mà tôi thì tuổi lớn thì tôi còn nhớ rất là rõ. Nó gọi là cuộc ngoại giao bóng bàn. Thì Hoa Kỳ đã cùng với Trung Cộng đã sắp xếp để có một cuộc đấu bóng bàn giữa những cầu thủ của Mỹ và cầu thủ của Trung Cộng. Tất nhiên là đây chỉ là cái cớ bên ngoài để có dịp nói chuyện với nhau. Và sau đó thì dẫn tới cái chuyện mà Hoa Kỳ bỏ Việt Nam. Thì đó là cái chuyện mà Việt Nam nó liên hệ trực tiếp tới cái biến cố mà tôi sắp nói đây. Thì khi mà cái cuộc ngoại giao bóng bàn ấy kết thúc, thì trong khi đó chúng ta biết rằng cuộc chiến tranh ở giữa một phe quốc gia do Tưởng Giới Thạch nối tiếp cái sự nghiệp của Tôn Văn, tức là Tôn Trạch Tiên đó, từ năm 1911 sau cái cách mạng Tân Hợi, thì nổ ra cái cuộc nội chiến giữa một bên là Tưởng Giới Thạch, bên kia là Mao Trạch Đông. Năm 1920 thì Đảng Cộng sản Tàu Cộng được thành lập và do sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông. Thì cuộc chiến ấy kéo dài cho tới năm 1949.
thì đúng ra Hoa Kỳ cũng bỏ rơi Tưởng Giới Thạch, và vì vậy Trung Hoa Dân Quốc đã thất bại và đã phải chạy ra đem chính phủ và chạy ra Đài Loan, lập ra quốc gia tức là Trung Hoa Dân Quốc, và vẫn giữ cái vị trí một trong năm quốc gia trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cho đến năm 1950 thì khối Cộng sản, đặc biệt là Nga, vì Nga là một trong năm thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã đòi hỏi phải để cái ghế đó cho Tàu Cộng chứ không do cái Đài Loan, bởi vì Đài Loan chỉ là một cái đảo mà thôi. Trong những cái cuộc tranh đấu tiếp tục như vậy từ năm 50 kéo dài cho tới năm 70, qua năm 71, tức là 20 năm, thì sau cùng chính Hoa Kỳ là quốc gia đã áp lực để gạt Đài Loan, tức là Trung Hoa Dân Quốc, ra khỏi cái ghế. Nhưng mà cái tiến trình thì nó phức tạp hơn nhiều, nó có nhiều cuộc bỏ phiếu, có những cuộc đa, mấy cuộc bỏ phiếu trước thì đều là cái phe ủng hộ Đài Loan, vì Hoa Kỳ, thái độ của Hoa Kỳ lúc đó vẫn còn ủng hộ Đài Loan, do đó những lá phiếu ấy vẫn còn nghiêng về phía Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng mà cho đến khi mà Hoa Kỳ muốn kết thúc cái chuyện này thì đã làm áp lực, và sau cùng thì Tưởng Giới Thạch thấy rằng là đường lối của Hoa Kỳ đã thay đổi, do đó cái phái đoàn của Tưởng Giới Thạch tự ý rút lui khỏi cái ghế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và như vậy cái cuộc bỏ phiếu tiếp đó mới diễn ra, và đa số lúc đó là 76 quốc gia đã bỏ phiếu đó, tán đồng với cái tỷ lệ đa số tương đối, và lúc đó Trung Cộng trở thành thành viên chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nếu ai đã theo dõi cái bài phát biểu ngày hôm kia, tức là ngày 25 đó, tháng 10, thì thấy rằng là dĩ nhiên là Tập Cận Bình với cái vị trí của một cường quốc vừa kinh tế, vừa là vũ khí, vừa là quân sự hiện nay, thì trong cái thời gian đúng 50 năm qua họ đã thao túng thế giới như thế nào. Tôi lấy một cái thí dụ cụ thể. Liên Hiệp Quốc có 15 cái cơ quan chính thức, thì cho đến bây giờ người của Tàu Cộng đã nắm ghế chủ tịch 3 ủy ban quan trọng, rất quan trọng của Liên Hiệp Quốc rồi. Ngoài ra họ còn thao túng các ủy ban khác. Đồng thời, qua cái sự nâng đỡ của Hoa Kỳ và sau đó là các nước phương Tây, thì đã tạo cho Trung Cộng có một cái vị trí quan trọng, hết sức là quan trọng, đặc biệt là cho họ tham dự cái WTO, tức là cái cơ quan thương mại thế giới từ năm 1990, do dưới thời Tổng thống Bush 43 đó. Cho tới ngày hôm nay, thì chính cái sự nâng đỡ của Hoa Kỳ và các nước Tây phương, hôm nay Trung Cộng đã trở nên một cường quốc về kinh tế và thao túng kinh tế thế giới, và hiện nay thì trở nên đối thủ quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Nhưng mà hiện tại cái chính sách của chính phủ Hoa Kỳ như thế nào thì có lẽ chúng ta không bàn trong cái đề tài ngày hôm nay, vì nó có rất nhiều điểm cần nói và để đào sâu, do đó tôi không muốn đi sâu vào vấn đề ngày hôm nay. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì cái sự tồn tại của cái biến cố năm 1971 cho tới nay đó, nó có một vài điểm quan trọng mà tôi cần nhắc lại. Đó là sau khi năm 1971 thì ngay 3 tháng sau đó, tức là cái cuộc bỏ phiếu đó nó vào tháng 10, thì tới tháng 2 năm 1972, tức là sau đó mấy tháng thôi, thì Nixon và Kissinger đã bỏ ra một tuần để đi thăm Tàu Cộng. Và chúng ta biết cái cuộc viếng thăm ấy thì đã tới Thượng Hải, tới Hàng Châu,
và ký ký một cái thỏa thuận, đó là tôn trọng một nước Trung Hoa. Một nước Trung Hoa. Khi nói tới vấn đề tôn trọng một nước Trung Hoa có nghĩa là Đài Loan chỉ là một phần của nước Trung Hoa, chứ không phải là một quốc gia độc lập như người Đài Loan mong muốn bây giờ. Vì vậy cách đây vài tuần trước đó, trong cái buổi gọi là Town Hall mà do CNN tổ chức, thì báo chí có hỏi ông Tổng thống Joe Biden là nếu như Trung Cộng dùng vũ lực mà đánh chiếm Đài Loan thì Hoa Kỳ có bảo vệ không? Thì Tổng thống Joe Biden đã nói rằng có, chúng tôi bảo vệ. Nhưng ngay sau đó thì Tòa Bạch Ốc giải thích rõ hơn rằng là chúng tôi không có trực tiếp can thiệp bảo vệ bằng quân sự, mà chúng tôi yểm trợ cho Đài Loan vũ khí để Đài Loan tự bảo vệ. Đó là thứ nhất. Thứ hai là chúng tôi vẫn duy trì cái chính sách một nước Trung Hoa. Tôi xin nhắc lại, chính sách một nước Trung Hoa. Và nếu đã tôn trọng một nước Trung Hoa thì có nghĩa rằng một lúc nào đó, đó Trung Hoa lục địa sẽ tái thống nhất, sát nhập Đài Loan vào nước Trung Hoa. Đó. Trong khi ấy, về phía nước Đài Loan do bà Thái Anh Văn làm Tổng thống bây giờ, thì chúng ta cũng nghe cái bài diễn văn của bà ấy ngày 10 tháng 10 vừa rồi đó. Thì bà ấy cũng nói thẳng là chúng tôi không khuất phục, không đầu hàng, và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ cái sự độc lập và toàn vẹn cái quốc gia Đài Loan của chúng tôi. Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy cái hậu quả mà nó kéo dài đúng 50 năm qua là như vậy. Thì cái đề tài này nó còn nhiều vấn đề lắm, nhưng mà nếu có cơ hội thì sau này tôi sẽ phân tích nhiều hơn từng vấn đề chi tiết một. Và thưa quý vị, cái đề tài kế tiếp mà chúng tôi muốn trình bày quý vị là ngày hôm nay đây, là có cái cuộc họp của khối ASEAN, tức là cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm có 10 quốc gia, trong ấy có Việt Nam. Cuộc họp hôm nay thì do Brunei, tức là một cái quốc gia rất là nhỏ, chủ tọa, và cũng là họp trực tuyến mà thôi, chứ không có mặt đối mặt. Năm 2017 thì có họp trực tuyến, và lúc đó Tổng thống Donald Trump có tới Philippines. Nay là đã 4 năm qua. Trong suốt quá trình ấy thì các Tổng thống Mỹ không có họp. Hôm nay đó thì ngoài 10 quốc gia vùng Á Châu, vùng Đông Nam Á, còn có 8 quốc gia khác, trong ấy có đại diện của Hoa Kỳ, tức là ông Joe Biden, Thủ tướng Lý Khắc Cường của Tàu Cộng, của Nga, và một số các quốc gia khác nữa có liên hệ trong vùng, nhưng mà không phải là nằm trong cái 10 quốc gia của Á Châu, vùng Đông Nam Á. Thì nó có vài cái sự kiện mà chúng ta cần phải nêu lên, đưa thông tin để quý vị cũng nắm vững. Và đặc biệt đó, thì trong cái 10 quốc gia đó thì thường nó có một cái truyền thống là tất cả các vấn đề phải được cả 10 quốc gia thông qua thì nó mới có hiệu quả. Nhưng mà kỳ này đó thì cái quốc gia không được mời tham dự đó là Myanmar, là Miến Điện đó, là vì sau cái cuộc mà quân đội đảo chính, cái chính phủ của bà Aung San Suu Kyi, và họ xây dựng lại cái chế độ quân phiệt, thì các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á đã họp bàn nhiều lần và muốn Miến Điện phải giải quyết vấn đề, bởi vì cái cuộc đảo chính năm ngoái làm cho, không phải từ đầu năm vừa rồi, tháng 2 năm vừa rồi cho đến nay, đã tạo ra một cái sự khủng hoảng về nhân đạo, về chính trị, và đặc biệt cái vấn đề dịch bệnh, nó từ đó mà không có giúp cho người dân ở Miến Điện được, do đó cần phải giải quyết. Và những cái đòi hỏi sau cùng thì vẫn không được phía quân phiệt ở Miến Điện đáp ứng cụ thể. Vì vậy mà trong cái cuộc họp kỳ này đó, các quốc gia đã đồng ý là không mời tham dự với tính cách là một cái quốc gia thành viên. Tuy nhiên họ vẫn mở cánh cửa, bởi vì đó cũng là một cái điều mà sau này sẽ giải quyết, nhưng hiện tại thì không được, là vì
cái chính quyền quân phiệt ấy không đáp ứng cái đòi hỏi có tính cách chung của. Đặc biệt nữa là ông Joe Biden tham dự, chúng ta chưa biết bởi vì nó bây giờ mới khai mạc thì tôi chưa nắm vững được cái bài phát biểu của ông Joe Biden nó như thế nào. Nhưng mà có hai điểm nổi bật, đó là khi Hoa Kỳ quyết định tham dự cái hội nghị này thì thứ nhất là Hoa Kỳ muốn theo đuổi cái chính sách là cam kết sự hiện diện của mình ở Á Châu, đặc biệt là Á Châu Thái Bình Dương, mà Hoa Kỳ trong cái thời gian vừa qua đã có những cái động thái rất là cụ thể. Thí dụ như là tứ giác kim cương, tức là một cái sự liên kết giữa Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc Châu và Nhật Bản. Đó, tôi gọi là tứ giác kim cương đó, tức là Quad. Và gần đây nhất là cái liên minh quân sự AUKUS, tức là một cái liên minh quân sự mới toanh xảy ra từ giữa Úc, Anh và Hoa Kỳ. Và cái chuyện mà nó đang gây ra cái sóng gió ngoại giao cách đây mấy tuần đó, là Úc Châu đã hủy bỏ cái hợp đồng để mua cái tàu ngầm của Pháp với cái trị giá là lên tới 90 tỷ Mỹ Kim đó, Úc Kim, và quay sang mua cái tàu ngầm nguyên tử của Hoa Kỳ. Vì vậy giữa Hoa Kỳ và Pháp đã xảy ra những cái sự đụng độ về ngoại giao rất là nặng và hai bên đang có hàn gắn, thì đó là một cái liên minh mới. Đồng thời cái chính sách gọi là Á Châu từ thời khởi điểm là từ thời Tổng thống Obama và thúc đẩy mạnh hơn là dưới thời Tổng thống Donald Trump, thì bây giờ Hoa Kỳ tiếp tục duy trì cái chính sách ấy. Và muốn duy trì cái chính sách ấy thì Hoa Kỳ phải gần gũi với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN đó, gồm có 10 quốc gia. Thì hôm nay cái cuộc hội nghị này chúng ta theo dõi xem cái thành quả nó như thế nào. Thì tham dự thì chúng ta thấy cái nhu cầu đầu tiên là nhu cầu gì? Cung cấp vaccine cho các nước Đông Nam Á, bởi vì những cái loại vaccine Anh hay là của Mỹ đó là những cái nó hiệu quả cụ thể và người dân các nước ấy rất là chuộng. Người ta rất sợ phải chích tàu, do đó Hoa Kỳ chắc là sẽ đưa cái đó ưu tiên hàng đầu. Cái vấn đề thứ hai là khi mà Hoa Kỳ tham dự vậy thì Hoa Kỳ luôn luôn đặt nặng cái vấn đề là thay đổi khí hậu. Đây cũng là một trong những đề tài mà nó có rất nhiều vấn đề còn đang tranh cãi. Hoa Kỳ tham dự thì chắc chắn hai cái đề tài đó sẽ được nêu lên. Nhưng mà bên cạnh đó nó có một cái vấn đề không nói, có lẽ không nói tới nhưng nó còn quan trọng hơn nhiều. Đó là cái Biển Đông. Cái Biển Đông. Bởi vì Biển Đông là cái quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ và của rất nhiều các quốc gia Tây Phương. Vì thế chúng ta thấy có cái sự tham dự của Trung Cộng, của Nga và đặc biệt cái vị trí của Nhật Bản, và gần đây ngay cả Úc hay cả Anh hay là Pháp cũng quan tâm, là vì cái tuyến hàng hải ấy càng ngày Trung Cộng càng khống chế, càng muốn độc quyền chiếm cái Biển Đông. Và nếu độc quyền chiếm Biển Đông thì có hai cái trở ngại mà Trung Cộng phải dẹp bỏ Đài Loan. Hai là khống chế Việt Nam, bởi vì Việt Nam luôn luôn tuyên bố chủ quyền, và đặc biệt đó là cái chủ quyền thật sự của đất nước Việt Nam, đó là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bởi vì đây là cái tuyến hàng hải mà dựa vào lịch sử cũng như là đặc thù kinh tế thì Việt Nam là cái quốc gia trực tiếp có liên hệ nhiều nhất. Do đó vấn đề này chắc chắn sẽ được đưa ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng sẽ không có một cái giải pháp nào cụ thể trong cái cuộc hội nghị này. Thì đó là tóm tắt một số những cái đề tài mà chúng tôi muốn cống hiến với quý vị ngày hôm nay. Tất nhiên là những cái nhìn của chúng tôi, cá nhân tôi, với cái nhận định hoàn toàn chủ quan theo những cái gì mà đánh giá của tôi. Và trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mong là sẽ gặp lại trong những cái chương trình kỳ tới. Trân trọng kính chào.